Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của hocsangtac.com. Và trước khi đến với những nội dung chính của video clip ngày hôm nay thì mình xin gửi một lời chúc sức khỏe tới tất cả các bạn đang theo dõi video clip này cũng như những người thân yêu các bạn. Hy vọng rằng với những nỗ lực của chính phủ, với những nỗ lực của các y bác sĩ cùng sự đồng lòng của tất cả người dân trên khắp lãnh thổ Việt Nam thì đại dịch sẽ sớm được đẩy lùi và chúng ta sẽ được quay trở lại với cuộc sống hàng ngày bình thường, được ra ngoài, được tham gia những cái hoạt động mà chúng ta yêu thích và không bị trong những cái giai đoạn cách ly rất là mệt mỏi như thế này. Tại thời điểm mà mình quay video này thì đã là ngày thứ 15 liên tiếp Hà Nội thực hiện giãn cách toàn xã hội và có lẽ là phải thêm nhiều tuần nữa thì mới được quay trở lại với cuộc sống bình thường. Thì đây là một thời gian rất là buồn chán. Nhưng mà đây cũng sẽ là một cơ hội để chúng ta có thể luyện tập, học hỏi thêm nhiều kiến thức. Và trong thời gian vừa rồi mình đã học được rất nhiều kiến thức hay, kiến thức bổ ích từ những người nghệ sĩ rất là nổi tiếng ở trên thế giới. Và mình hy vọng rằng trong thời gian sắp tới này mình sẽ có thể chia sẻ thêm nhiều những cái điều thú vị, những điều bổ ích cho tất cả các bạn cùng học hỏi, cùng nghiên cứu và cùng luyện tập. Và các bạn đừng quên là hãy bấm vào nút subscribe, nhấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ những video clip nào mà mình sẽ lên sóng trong thời gian sắp tới nhé. Quay trở lại với nội dung của video clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn hai phương pháp luyện tập giúp các bạn cải thiện giọng hát của mình. Khi hát thì chúng ta cần chú ý đến hai yếu tố. Đấy là kiểm soát được làn hơi. Điều thứ hai là kiểm soát được từng nốt nhạc của chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với phương pháp luyện tập kiểm soát hơi thở khi hát. Đây là một phương pháp mình học được của Usher, một ca sĩ rất là nổi tiếng người Mỹ. Anh là người đã dẫn dắt Justin Bieber trong những ngày đầu tiên của sự nghiệp. Và anh chia sẻ một phương pháp rất thú vị như sau. Chúng ta sẽ luyện tập kiểm soát hơi thở khi hát bằng cách tập hát khi mà chúng ta đang chạy hoặc là chúng ta đang đạp xe đạp. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những cái lúc đấy chúng ta đang cần thở rất là nhanh, rất là gấp đúng không ạ? Chúng ta tập hát trong những khi đấy thì chúng ta sẽ biết cách kiểm soát làn hơi của chúng ta làm sao cho nó phù hợp. Như vậy thì rất là dễ dàng cho chúng ta sau này khi đứng lên trên sân khấu biểu diễn, thậm chí là chúng ta có thể nhảy trên sân khấu, thì lúc đấy là cái việc mà kiểm soát hơi thở khi chúng ta đang thở gấp nó sẽ giúp cho chúng ta rất là dễ dàng trong việc kiểm soát hơi thở đứng trên sân khấu, đúng không ạ? Giống như là chúng ta đang đeo một cái cục tạ rất nặng vào chân, luyện tập đi như vậy trong thời gian rất là dài thì sau này nếu chúng ta đeo những cục tạ nhẹ hơn thì chúng ta sẽ đi lại rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng, đúng không? Thì phương pháp này hoạt động một cách tương tự. Chúng ta hãy luyện tập hát khi mà chúng ta đang chạy hoặc chúng ta đang đi xe đạp. Tức là những cái hành động mà chúng ta phải thở rất là nhiều, rất là gấp. Thì sau này khi mà chúng ta chỉ cần đứng lên trình diễn trên sân khấu thì nó sẽ rất là dễ dàng cho chúng ta. Đây là một phương pháp mà mình thấy vô cùng hữu hiệu. Và các bạn hãy luyện tập theo phương pháp này để có thể kiểm soát được làn hơi của mình rất là tốt nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phương pháp luyện tập kiểm soát cao độ khi hát. Đối với mình ngày xưa khi mà đi thu âm một bài hát ấy thì nó vô cùng khó khăn. Bởi vì là mình chưa phân định được những cái cao độ mình hát có đúng hay sai. Các cái kỹ sư thu âm người ta bảo mình là ui hát phô mất rồi, hát phô được kìa, nhưng mà mình không nghe được là mình hát phô như nào, mình đang hát thấp hơn hay mình đang hát cao hơn. Nhưng mà rất là may bây giờ công nghệ đã phát triển và chúng ta có thể dễ dàng có thể là nhìn được từng nốt nhạc chúng ta đã hát đúng hay là sai. Và bây giờ mình sẽ demo cho các bạn một cái phần mềm giúp cho các bạn nhìn được xem là mình đã hát cao độ chênh lên hay là chênh xuống. Thì từ đấy khi mà chúng ta biết chúng ta hát sai như nào thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng trong việc là luyện tập để có thể là hát chính xác hơn. Ok, bây giờ mình sẽ demo cho các bạn nhé. Mình sẽ dùng một bài do mình sáng tác mang tên Vững Tin Việt Nam. Đây là bài hát mà mình kết hợp cùng Bộ Y tế cho chiến dịch phòng chống Covid-19. Bắt đầu nào. Một bản phối rất là hay của anh Tùng Acoustic. Đất nước của tôi tự hào biết mấy, vì sẽ chẳng để ai bỏ lại phía
phía sau. Đất nước của tôi, dù rằng đi đâu, ta vẫn là anh em một nhà. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dùng một phần mềm gọi là Melody. Chúng ta sẽ bật nó lên như này. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhấn cái nút transfer này để truyền các cái gì mà chúng ta vừa thu lúc nãy vào trong cái phần mềm này. Bắt đầu nha. À, một bản phối rất là hay của anh Tùng Acoustic. Sẽ chẳng để ai bỏ lại phía sau. Đất nước của tôi, dù rằng đi đâu, ta vẫn là anh em một nhà. Ok, như vậy là xong rồi đấy. Chúng ta sẽ thấy được các nốt nhạc hiện lên một cách rất là rõ ràng như thế này. Ở phần bên trái này chúng ta sẽ chọn được giọng của bài hát, và ở bài hát này thì mình viết ở giọng đô trưởng. Đây, chúng ta sẽ chọn C major. Đây, thì giọng đô trưởng thì nó sẽ được viết trên các nốt nhạc mà nó có ô trắng này, nên là những cái nào mà hát vào ô màu đen là chúng ta đang hát sai cao độ đấy ạ. Đây, chúng ta nhìn thấy cái này. Đây là sai rồi này, chúng ta sẽ kéo lên, nghe từ đây nhá. Đất nước của tôi. Đúng ạ. Lúc nãy mình đang hát ở đây là nó bị thấp này, nghe lại nhá. Đất nước của tôi. Đúng không? Chúng ta sẽ kéo lên. Đất nước của tôi. Đây, nước là nó nằm ở đây. Đất nước của đây là cũng đang bị thấp, chúng ta sẽ kéo lên một chút này. Nước của tôi. Tôi cái này là cũng đang thấp. Chúng ta nghe lại nhá. Đất nước của tôi tự hào biết. Đây đoạn. Đoạn này cũng đang bị lệch cao độ này. Tự hào biết mấy. Đây, trong cái phần mềm này thì sẽ có rất là nhiều cái chức năng để mà mình kéo được nốt nhạc cho nó có thể là đang rung nhiều này thì nó sẽ thành mây. Rung ít này. Đang bị thấp thì chúng ta có thể kéo lên cao chẳng hạn này. Nhưng mà cái này thì những người nghiên cứu sâu về xử lý phòng thu thì chúng ta mới cần thôi. Chúng ta điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ nhìn được cái biểu thị các nốt nhạc này. Chúng ta biết là chúng ta hát nốt nào bị thấp, nốt nào bị cao. Các công nghệ phòng thu ấy sẽ giúp chúng ta là ví dụ hát chưa đúng cao độ thì chúng ta có thể kéo lên. Nhưng mà đây là trong phòng thu thôi. Còn khi mà chúng ta trình diễn live ấy, thì chúng ta phải có một cái khả năng kiểm soát cao độ rất là tốt. Do đó, việc mà biết chúng ta hát sai ở đâu để sửa chữa, đây là vô cùng quan trọng. Và phương pháp nhìn vào biểu đồ các cái sóng cao độ này thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với cái việc sử dụng tai nghe đơn thuần ban đầu. Lúc đầu khi mà mình hát phô mình không hề biết đâu. Nhưng mà sau một thời gian dài mình chỉ kéo nốt nhạc từng chút một. Mình cảm nhận cao độ nó thay đổi từng chút một. Sau đó mình sẽ biết được là những nốt nhạc mình cần hát như nào cho chính xác. Và đó là một cái bước tiến rất lớn khi mà chúng ta biết được mình hát thấp, biết được mình hát cao, biết được mình hát đúng hát sai như nào để có thể điều chỉnh trong những lần hát tiếp theo. Hy vọng rằng với hai phương pháp vừa rồi thì sẽ giúp các bạn biết cách để có thể luyện tập kiểm soát hơi thở của mình khi hát và kiểm soát được cao độ. Đó là hai cái yếu tố vô cùng quan trọng để có một giọng hát hay hơn. Các bạn cần phải nhớ rằng để có được một giọng hát hay hơn thì chúng ta cần luyện tập hàng ngày. Không phải câu chuyện ngày 1, ngày 2 đâu, đó là một quá trình dài. Và hy vọng rằng những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp các bạn biết cái cách để có thể luyện tập tốt hơn.
Nếu các bạn thấy chia sẻ vừa rồi của mình có ích với các bạn thì nhớ là để lại một like, và có thắc mắc gì hãy comment xuống bên dưới. Hoặc là chào nhau thôi, mùa dịch chúng ta đang có rất nhiều thời gian để trao đổi cùng nhau đúng không ạ? Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Xin chào!